Em mới sinh bé hơn 1 tháng bị mất sữa phải làm sao đây ạ? Chị giúp em với. Đầu tiên để mẹ có nhiều sữa thì tâm lý của mẹ phải thật sự là thoải mái, vì rất là nhiều mẹ áp lực vì sữa ít đấy. Thế nên là làm cho cơ thể tiết ra cả hormone ức chế sản xuất sữa, làm cho sữa mẹ ít đi. Thêm nữa là chế độ ăn uống thì không kiêng khem quá mức, ăn uống các loại thực phẩm đa dạng. Kết hợp với chế độ ăn thì chính là ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi nhiều để cơ thể của mẹ khỏe mạnh, thì khi này sữa của em sẽ về nhiều hơn. Và một điều rất là quan trọng chính là mẹ cho bé ti nhiều nha, cần phải cho bé ti thật là nhiều thì sữa mẹ sẽ về nhiều được em nha. Đây là cách mà các mẹ mà đã gọi sữa về thành công thì em có thể tham khảo nha. Đây là phản hồi của bé Navi Thạch sau khi dùng em loại sữa Himam này. Chị ơi, em dùng loại sữa Himam, sữa về đủ cho con ti, hết lo con quấy vì không ra sữa như trước luôn á chị. Trộm vía thật, con em bú trực tiếp, nghe con nuốt sữa thấy thương ghê. Lúc trước hả, em dùng tay bóp không ra, ra được chút xíu, đến cuối ngày con muốn ti mẹ mà không ra sữa, con quấy phá phải cho bú sữa ngoài thôi. Em uống gần hết một hộp thì chuyển sang hộp thứ hai nè. Em uống bao lâu thì sữa về đủ cho con ti? Em thấy uống khoảng 10 gói là bắt đầu hiệu quả rồi á chị. Giờ em còn muốn hút sữa cho con dặm thêm nữa, hết em sẽ đặt thêm. Cảm ơn em yêu nhiều nha. Dùng cái em lợi sữa Himam, em này thành phần từ thảo dược, kích thích tuyến sữa, tăng tiết sữa, và rất là nhiều mẹ đã sử dụng cái em lợi sữa Himam này giúp cho sữa mẹ về đều và nhiều hơn em nha. Mỗi ngày các mẹ sẽ sử dụng 1 đến 2 gói lợi sữa Himam. Đấy, đọc những cái bình luận phản hồi thì các mẹ có thể tham khảo cái dòng này, vì là rất là nhiều mẹ ít sữa sau sinh, ít sữa không đủ sữa cho con ăn ấy. Các mẹ dùng cái em lợi sữa Himam để cho phản hồi sữa về nhiều hơn, ướt áo căng ngực, thậm chí có mẹ còn ướt thủng cả quần đấy các mẹ ạ.